Em Tuấn Lê Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Đây cận cảnh đánh rơm cây rơm 5 triệu chỉnh sửa lại sau khi mưa đấy các bạn nhé. Em sẽ đánh cho xong cây rơm này sẽ hoàn thiện các bạn nhé. Như hôm qua đã lún xuống rồi. Giờ bọn em sẽ lấy lên cao để làm đánh hết đống rơm này các bạn này. Xin quý anh chị xem thấy hay thì hãy tặng em Tuấn Lê Tiến một like nhé và ủng hộ kênh bằng cách bấm một nút chuông ạ. Em Tuấn Lê Tiến trân trọng cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ em nhé. Quang cảnh đống rơm này các bạn. Đó, một người dưới đưa lên như các bạn nhé. Nó tầm một cái này, cây đó thì khoảng hơn 2 mét các bạn nhé, 2 mét rưỡi ạ. Mới đưa lên ạ. Người mình nữa thành 4 mét mấy các bạn nhé, 4 mét rưỡi, tầm 4 mét rưỡi các bạn ạ. Đây em sẽ đi vòng quanh đó. Như các bạn ấy, đây là cũng nghệ thuật phải lấy rơm mới được các bạn nhé. Một người dưới, một người dưới, một người trên ạ. Đó, xiên lên không bị rơi rơm được các bạn này đó. Như vậy còn lấy sức đưa lên ạ. Rơm thì nhẹ thôi nhưng cái mẹo là cắm rơm ạ, à, vất lên ạ, à, đó. Vẫn chưa tinh nguyện bằng bằng cái anh trên đó. Anh trên đó tinh nguyện hơn. Rơi hết rồi. Đã là cùi lên trên ấy, cu sợ. Quẻ gì, ba dưới ba xiên tí có mấy rơm đâu mà. Bữa trước này em đánh đến gần đến chân anh đang đạp các bạn nhé. Còn mỗi cái ngọn này giờ chỉnh sửa lại bới chưa cào xuống đấy. Cây rơm này nó cũng dạng to các bạn nhé, 5 triệu là dạng to, là còn cây rơm 500k thì em không biết. Có cây rơm 500 triệu. À, anh Tộc ạ, anh Tộc Đen ạ. Trên mạng nó đưa cây rơm 500 triệu mà mình có đưa rơm 500k đó các bạn nhé. Nó chênh lệch nhau 100 lần luôn. Đấy em sẽ đi vòng quanh đây các bạn nhé, xem hãy ủng hộ em ạ. Đây cách đánh rơm, gần cảnh đánh rơm đây. Đây một cây nữa nhưng mà năm nay thì không ngoài rồi không có sức mà làm các bạn nhé, nắng quá không có sức mà làm. Còn cây nữa mà anh thấy dầu trồng cây này là đủ ăn hai con bò ăn rồi đó. Như quý anh chị đã thấy thì cũng cao lắm nhé các bạn nhé. Giờ đến lên đỉnh ngọn giờ nên phải 5 mét các bạn ạ, không phải là 4 mét nữa, cao 5 mét nhé. Đường kính nó khoảng tầm hơn 3 mét các bạn ạ, bề ngang này, bề ngang cây rơm ạ. Em sẽ đi vùng quanh cho quý anh chị nhé, cận cảnh đây ạ. Đó, một người trên người dưới đây, em zoom nhỏ dần xuống cho quý anh chị thấy à. Đây em đang đứng đây rồi thì như quý anh chị đã thấy thì em sẽ quay đây ạ. À, em đã đứng đây thì mới chưa được một phần bờ, một nửa các bạn nhé, 1m7 ạ. À, em 1m7 đây ạ. À, 1m7 đây mà từ đó từ ngón tay em đây này các bạn này, từ ngón tay em lên trên này các bạn thấy đấy, đó nó khoảng tầm 5 mét, em nghĩ chắc chắn 5 mét đấy, không phải không, qua 4m mấy rồi. Nó cây rơm to này các bạn này, bề ngang này. Không nổi à? Giờ không nổi nữa rồi, buộc à, phải buộc cú. Còn một ít thôi, làm ít một thôi, nhỏ thôi. Nhỏ vô chắc ăn. Đó, xiên cái cách xiên rơm các bạn kìa. Em thì không làm xiên được các bạn nhé. Em thì đạp trên được thôi, chứ còn xiên không xưa xiên được. Cái mẹo xiên phải có mẹo cơ. Nó vất lên này các bạn này, đó. 1, 2, 3, đó, vất lên người trên phải giữ. Giờ bắt đầu xiên đây các bạn này. Người trên giữ rồi, thì người dưới đây bắt đầu. Nói chung thời hiện đại 4.0 thì chúng ta cũng vẫn phải dùng tay các bạn nhé. Như nước ngoài họ dùng bằng máy, họ quấn, họ để vào trong nán chạy rồi, quấn tròn lại. Có máy, hệ thống máy các bạn ạ. Nhưng mà đây mình làm thủ công các bạn nhé. Thời đại 4.0 chúng ta phải làm thủ công ạ. Vì máy móc chúng ta không làm mấy mà đầu tư cái máy móc rồi chết. Chết tiền ạ. Một năm mới làm được có mấy ngày mà đầu tư máy móc. Còn ít thôi các bạn nhé. Còn số lượng ít nhưng mà đưa lên nó vất vả các bạn ạ, nó cao. Đó như cái cây đây dài, các bạn thấy nó dài lắm rồi, người mình nữa phải vất lên nữa. 5 mét các bạn đây, từ dưới chân lên 5 mét, đó em để đấy. Em thấy cây rơm 5 triệu này đã thấy to rồi, mà cây 500 triệu thì chắc em nghĩ là to lắm. Rơm này ngày xưa thì nếu mà thời 7X các bạn nhé, thời 7X, 8X vẫn còn ạ. Chuyện cây rơm này, chuyện buổi tối ra cây rơm, tập trung ra cây chơi rơm, ngồi chơi hay lắm ạ. Thanh niên, đôi thanh niên nam nữ hay ra ngồi chơi lắm. Còn 3 lần nữa, 3 lần như vậy nữa. Xong rồi cái bạt lên nghe nó phát mưa đó. Xong rồi em làm thì sẽ buộc cái bạt trên các bạn nhé, để mưa nó không ảnh hưởng ướt ấy. Thối rơm ạ. Ít thôi, nhiều quá nặng
làm 3-4 cái nhẹ nhẹ thôi. Đó gần hết rồi các bạn này. Đó một cái rơm này, cũng như các bạn là xiên rơm này, đưa lên này. Cũng sái tay các bạn nhé. Đó, cây dài cao 2 mét mấy mới người đưa lên, vẫn vất lên nữa các bạn này. Người vất mệt. Đó các bạn ơi, người vất là mệt. Không kéo được nữa. Đẩy được là hết sức rồi. Tựa xuống đó, thôi bỏ xuống đi, phải bỏ xuống đi mới đang. Phải bỏ xuống đi. Nó đưa lên nó cũng khó vất vả các bạn nhé. Vì cây nó cao rồi đó. Lúc đầu em nghĩ đánh cái cây nó vừa thôi để cái ngọn có ngọn ấy, nhưng mà giờ chúng ta đánh cây đít cái gốc cái nhỏ quá thì trên thì mình không đánh to được nữa rồi. À, quý anh chị thấy như em nói là như hình một cái vại chứ các bạn. Biểu tượng như một cái vại nhé, phải có ngọn các bạn nhé, mưa xuống nó không bị ạ. Mưa nó trôi được. Đó, người xiên này, bạn này xiên cắm, em xiên cắm em toàn bị tuột không các bạn nhé. Thua bó vất lên. Thời trước thì chúng ta mà làm không quen thì chúng ta phải đứng trên người trên này, buộc người trên này. Người trên này ấy nhá các bạn nhé. Người trên này buộc kéo lên ạ. Nhưng bây giờ thì nếu mà người làm rơm chuyên nghiệp thì cần xiên lên vất lên ạ. Buộc quá, vẫn bụi các bạn nhé. Em là đứng góc này là đỡ bụi gió. Đó, em đang ngồi đây để cận cảnh cho quý anh chị nhá. Hôm nay cầm đi cũng tình cờ đi làm mà quên thì không cầm cái gậy tự sướng các bạn ạ, nên cũng cầm hơi bất tiện tí, phải cầm tay. Cái xiên thì gần hết các bạn ạ, giờ thì còn khoảng tầm hai lần đưa nữa là hết các bạn nhé. Vét xong hai lần đưa là hết, là lấy bạt rồi. Nó ở dưới thì đưa một tí là hết thôi, nhưng mà ở trên thì nó khó hơn rồi. Gió bạt nhẹ nhẹ thôi, đưa cái nhẹ nhẹ đưa lên là nó vừa là hết là đẹp. Rơi trên đầu kìa, trên đầu rơi xuống kìa. Vất gió bay ấy, hất chiều gió nó bị bay ấy. Được, với được mấy với. Anh với được mấy thì với, ai bảo với hết trên ấy. Đó, với được mấy thì với thôi, thế thôi. Ai nói? Với được mấy thì với. Đó, với cho đẹp với các bạn nhé. Cái này chắc phải đứng thang thiệt. Hả? Bê cái thang đứng chứ không tới. Các bạn ấy đứng đưa lên không tới thì có dùng sức vất mới tới đó. Anh có lối thêm một cái khúc cây gỗ nữa các bạn nhé, nó mới cao vậy ạ. Đấy, ngay chân của anh là bị ít một ít đó, nó lồm xồm á. Đầu này, ngoài cùng này. Thẳng tay, thẳng mặt ra, đi ra. Thôi cải cho bò, cho gà ăn được. Làm xong đấy mà lấy bạt buộc lại đi. Rồi cái cuối cùng các bạn nhé. Đó, hết cái cuối cùng đó, đúng rồi, chiều gió đấy nó đỡ, nó không bay đi. Đó, em zoom lên cho anh chị xem là cận cảnh nó rõ hơn ạ. Cột chắc khỏi lên luôn, kiên cố luôn nhé. Đêm nay nó báo mưa to mà, nên là cũng xong rồi các bạn nhé, mưa thì cũng xong rồi, hôm nọ trước rồi đã thầm xì mưa nhỏ rồi. Thôi cào lại con gì nữa để cho bò ăn được. Đủ giờ có đâu ra mà đủ. Anh muốn làm gói ngọn các bạn nhé. Tức là làm gói ngọn thì nó đẹp hơn các bạn ạ. Anh cũng tính thẩm mỹ một tí ạ. Kệ đi, làm cho đẹp. Làm đẹp cái rơm này đã được 5 triệu rồi, mà cái rơm 5 triệu này cũng nhất làng rồi đó. Rất vùng quê này các bạn nhé. Cái rơm này 5 triệu rồi cũng là nhất quý anh chị ạ. Rồi em Tiến, Tony Tiến cuối video cũng xin phép dừng đây nhé. Xin quý anh chị xem và thấy hay thì hãy tặng em tôi tím like ạ. Anh chị em chưa bấm nút chuông, tiện bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đoàn nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.
đó.